Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Ánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những hiện vật đặc sắc của di sản văn hóa Việt cổ. Với vẻ đẹp hoàn hảo, hình dáng hài hòa, cân đối, trống màu xanh xám và gồm 4 phần, đó chính là mặt, thân, tang và chân trống. Tại đây còn rất nhiều những hiện vật rất là ý nghĩa mà các bạn có thể tìm hiểu. Nếu có dịp các bạn hãy đến đây và tham quan nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đồ gốm sứ Hoa Lam từ năm 70 của thế kỷ 20. Chúng ta đã biết đồ gốm sứ của Việt Nam được xuất khẩu qua các khu vực Đông Nam Á, nhưng những con tàu ấy đã bị chìm khi vận chuyển, nhưng đã được khu vực Đông Nam Á tìm lại được. Những đồ gốm sứ Hoa Lam Việt Nam đã được tìm thấy cùng với đồ gốm sứ Trung Quốc và Thái Lan, nhưng chưa có một con tàu nào chuyên chở đồ gốm sứ Việt Nam cả. Nhưng khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã công bố những đồ gốm sứ mà họ tìm được được xuất khẩu tại Việt Nam. Điều đó chứng minh rằng Việt Nam đã từng xuất khẩu đồ gốm sứ qua các khu vực Đông Nam Á. Đây là một số thông tin mình biết. Nếu các bạn muốn biết thêm thì các bạn hãy tới Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Lịch sử thật tuyệt. Mình là MC Thục Quyên và hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với các bạn đi lên tầng 2 của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để xem có những gì nhé. Và như các bạn thấy, mình đang đứng trước bia Vĩnh Long bản phục chế. Bia cao 330cm, rộng 270cm và dày 27cm. Nội dung bia do Nguyễn Trãi soạn và tự ông đã khắc, nói về thân thế, sự nghiệp và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 cho đến năm 1427 chống quân Minh của Lê Lợi. Bia Vĩnh Long cũng là một trong số những công trình điêu khắc đá tiêu biểu của nghệ thuật dân tộc vào thế kỷ 15. Khi đi sâu vào bên trong, các bạn có thể thấy các triều đại của Việt Nam từ triều Hồ cho đến triều Trần, các trận đánh đi vào lịch sử cùng tên tuổi của các vị vua, các nhà cách mạng thời Pháp thuộc và các cổ vật từ thời xa xưa. Nếu các bạn tò mò muốn biết thì hãy đón xem các số sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Đăng Hoàng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về 3 hiện vật của Bảo tàng Phòng Không Quân. Hiện vật thứ nhất là của bộ đội Phòng Không Quân trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhóm thứ hai là của bộ đội Phòng Không Quân và sự hình thành phát triển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhóm thứ ba của bộ đội Phòng Không Quân chiến đấu trong đội hình quân Minh Chủng Hợp Thành. Hy vọng các bạn sẽ đến và khám phá những hiện vật này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm một chiếc máy bay có tên gọi là MiG-21, số hiệu 5020. Chiếc máy bay này được rất nhiều ác sử dụng, gồm 4 phi công đặc biệt. Và bản thân của chiếc máy bay này đã hạ gục được 12 chiếc máy bay của đối phương. Chiếc máy bay này hiện tại đã được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Việt Nam tại Hà Nội. Mong các bạn hãy đến đây để chiêm ngưỡng sự đặc biệt của chiếc máy bay này. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại lần sau. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trọng Phúc. Hôm nay mình được đi đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các bạn ở lớp MC. Lúc đầu mình cùng các bạn ở lớp MC chờ cho sau đó bắt xe và di chuyển đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và sau đó mình xuống xe mua vé bước qua cửa các vé và tham quan các phòng tầng 1 và
mình nhìn thấy rất nhiều bức tượng động vật như kiểu sư tử, voi, hổ và rất nhiều bức tượng khác. Nếu như các bạn muốn ngắm những bức tượng giống mình thì hãy cùng đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.